Mến chào quý vị khán giả đến với tin tức 24 giờ TV. Kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất về những tin tức nóng hổi trong nước và thế giới. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Kính thưa quý vị, cho bản tin mới nhất về chiến dịch bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 hôm nay, mời quý vị đến với tin chính sau đây. Tiết lộ bí mật những con đường để ông Trump lật ngược kết quả bầu cử Giữa lúc ông Trump quyết không bỏ cuộc thì thêm nhiều chính trị gia Đảng Cộng Hòa quy nông chấp nhận thất bại. Sau đây mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Cái lộ bí mật như con đường để ông Trump lật ngược kết quả bầu cử. Tổng thống Trump đang sử dụng sức ép chính trị lên các tiểu bang nhằm lật ngược kết quả kiểm phiếu, Như khả năng thành công của chiến thuật này là một dấu hỏi. Cuộc trì pháp lý của đội ngũ tổng thống Trump thách thức kết quả kiểm phiếu ở hàng loạt bang chiến trường đang nhận về không ít kết quả bất lợi và chưa có bất cứ hy vọng nào giúp đảo ngược tình thế. Các luật sư phe Cộng hòa không thể đưa ra bằng chứng của cái mà ông Trump cáo buộc là gian lận bầu cử. Khi công cụ pháp lý đang bế tắc, Tổng thống Trump dường như chuyển sang sách lược mới, gây sức ép chính trị lên quan chức Cộng hòa ở các tiểu bang trọng yếu. Mục tiêu cuối cùng nhận được 270 phiếu đại cử tri để giành chiến thắng Trung cuộc. Chiến thuật của ông Trump khi cử tri Mỹ bỏ phiếu bầu tổng thống, họ thực chất bỏ phiếu trong hệ thống tiểu bang, không phải hệ thống toàn quốc. Tại hầu hết tiểu bang, ứng viên đảng nào nhận được nhiều phiếu phổ thông nhất giành được toàn bộ phiếu của đại cử tri bang đó. Các đại cử tri thường sẽ bỏ phiếu tuân theo ý nguyện của cử tri phổ thông. Trong lịch sử hiện đại, một số đại cử tri bỏ phiếu ngược lại với kết quả phiếu phổ thông của bang mình. Tuy nhiên, tất cả những trường hợp như vậy không ảnh hưởng tới kết quả bầu cử Trung cuộc. Hiện tại, Tổng thống Trump đã bắt đầu gây sức ép lên các quan chức tiểu bang, những người có khả năng thay đổi lá phiếu đại cử tri, đi ngược với ý nguyện cử tri phổ thông. Michigan là bang chiến trường nơi Biden chiến thắng với cách biệt 160.000 phiếu theo kết quả kiểm phiếu hiện tại. Ngày 23 tháng 11, một ủy ban gồm hai đảng viên Cộng hòa và hai đảng viên Dân chủ sẽ được thành lập để kiểm đếm kết quả kiểm phiếu, qua đó chính thức xác nhận 16 phiếu đại cử tri dành cho Biden. Tuần qua, truyền thông Mỹ cho biết hai quan chức Cộng hòa Michigan đã nhận được điện thoại của Tổng thống Trump. Hai người này ban đầu từ chối xác nhận kết quả kiểm phiếu ở Detroit, nơi đa số phiếu bầu dành cho ứng viên Dân chủ. Tuy nhiên sau đó đảo ngược quyết định và cho phép xác nhận kết quả. Sau cuộc gọi từ Nhà Trắng, hai quan chức Cộng hòa cho biết họ hối tiếc vì đã đảo ngược quyết định và cho phép kết quả kiểm phiếu được xác nhận. Bằng chứng nỗ lực can thiệp của Tổng thống Trump rõ ràng hơn khi lãnh đạo lưỡng viện lập pháp tiểu bang Michigan đều thuộc Đảng Cộng Hòa được mời tới Nhà Trắng hôm 20 tháng 11. BBC đưa tin, có thêm nhiều báo cáo cho biết Tổng thống Trump đang tìm cách gây sức ép, buộc cơ quan lập pháp và các tiểu bang xem xét lại, thậm chí đảo ngược kết quả kiểm phiếu. Ông Trump có cơ hội thành công Chiến thắng gây sức ép chính trị của Tổng thống Trump về kỹ thuật không phải bất khả thi, nhưng cơ hội thành công là rất, rất nhỏ. Đầu tiên, ông Trump phải đảo ngược kết quả đồng thời ở nhiều bang, nơi ứng viên Biden dẫn trước từ vài chục nghìn tới hơn 100.000 phiếu phổ thông. Tình huống hiện nay khác với năm 2000, khi tranh cãi chỉ xảy ra ở Florida hơn nữa một số bang ông Trump nhắm tới như Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, Nevada có thống đốc là quan chức của đảng dân chủ, họ sẽ không để yên cho nỗ lực đảo ngược kết quả kiểm phiếu của ứng viên cộng hòa. tại Michigan thống đốc Gretchen Whitmer tuyên bố có thể sa thải ủy ban bầu cử tiểu bang thay thế bằng những người sẵn sàng xác nhận chiến thắng của Biden. các thống đốc dân chủ có thể đề cử nhóm cử tri đoàn bỏ phiếu cho Biden để cạnh tranh nhóm cử tri đoàn đề cử bởi cơ quan lập pháp tiểu bang do đảng cộng hòa kiểm soát. Trong trường hợp này, Quốc hội Liên bang sẽ là cơ quan quyết định nhóm cử tri đoàn nào có quyền bỏ phiếu lựa chọn Tổng thống. Chiến thuật của ông Trump có hợp pháp không? Ông Trump là một Tổng thống khác thường với rất nhiều điểm không giống những người tiền nhiệm. Trong 4 năm tại vị, ông Trump đi ngược lại nhiều truyền thống của một Tổng thống đương nhiệm và những ngày cuối nhiệm kỳ có thể là duy nhất của ông Trump dường như không khác so với 4 năm vừa qua. Sự ghép chính trị Tổng thống Trump tạo ra cho quan chức cơ quan bầu cử và cơ quan lập pháp tiểu bang đang gây tranh cãi lớn là điều chưa có tiền lệ. Thế nhưng chiến thuật này không hẳn là trái pháp luật. Trong những ngày đầu nước Mỹ thành lập, cơ quan lập pháp tiểu bang có thẩm quyền rộng lớn trong lựa chọn đại cử tri đoàn. Tới nay, Hiến pháp Mỹ chưa có quy định buộc các đại cử tri đoàn phải bỏ phiếu theo ý nguyện của cử tri phổ thông. Trong hơn 200 năm, các cơ quan lập pháp tiểu bang tự giới hạn thẩm quyền thông qua việc lựa chọn đại cử tri và lá phiếu bầu tổng thống dựa trên ý nguyện của cử tri phổ thông. Tuy nhiên, nền tảng hệ thống ban đầu còn nguyên vẹn. Nếu Tổng thống Trump thuyết phục thành công một cơ quan lập pháp tiểu bang hành động ngược lại lá phiếu của cử tri phổ thông, phe dân chủ chắc chắn sẽ khởi kiện. Tuy nhiên, luật pháp liên bang và các tiểu bang quy định mơ hồ về tranh chấp kiểu này. Bởi lựa chọn, đại cử tri đoàn hiếm khi trở thành đối tượng của tiến trình pháp lý tranh chấp bầu cử trong quá khứ. Lần gần nhất xảy ra tranh chấp liên quan tới đại cử tri là cuộc bầu cử năm 2000 giữa ứng viên Dân chủ Al Gore và ứng viên Cộng hòa George Bush. Tranh chấp khi đó chỉ xảy ra ở Florida, khi cách biệt giữa hai ứng viên chỉ là vài trăm phiếu. Tòa án tối cao Mỹ cuối cùng ra phán quyết không chấp nhận kết quả kiểm phiếu lại, công nhận kết quả kiểm phiếu ban đầu, dẫn tới chiến thắng của George Bush, người sau này trở thành tổng thống 43 của nước Mỹ. Bản chất vụ việc năm 2000 khác so với hiện nay, trong khi Al Gore cuối cùng thừa nhận thất bại sau phán quyết của tòa án tối cao, Tổng thống Trump hiện tìm cách dùng ảnh hưởng chính trị thay đổi lá phiếu đại cử tri của các tiểu bang. Lần gần nhất cuộc bầu cử xảy ra tranh chấp ở nhiều tiểu bang diễn ra năm 1876 giữa ứng viên Cộng hòa Rutherford Hayes và ứng viên Dân chủ Samuel Tindon. Kết quả kiểm phiếu khi đó bị thách thức ở Louisiana, South Carolina, Florida khiến không ứng viên nào nhận được đa số phiếu đại cử tri. Sau khi hạn chót công nhận kết quả kiểm phiếu trôi qua, Hạ viện Liên bang được trao thẩm quyền. Cơ quan này cuối cùng đứng về phía ứng viên Hayes. Điều gì xảy ra nếu ông Trump từ chối rời Nhà Trắng? Nếu tất cả nỗ lực đảo ngược kết quả kiểm phiếu của Tổng thống Trump thất bại, ông Biden tuyên thệ nhậm chức vào 12 giờ 1 phút ngày 20 tháng 1 năm 2021, trở thành Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ, bất kể ông Trump có chấp nhận kết quả hay không. Sau thời điểm tân Tổng thống tuyên thệ, nếu ông Trump từ chối rời Nhà Trắng, cơ quan mật vụ và quân đội Mỹ có toàn quyền giải quyết tình hình như họ xử lý các trường hợp xâm phạm cơ quan chính phủ bất hợp pháp. tin tiếp theo, dưới lúc ông Trump quyết không bỏ cuộc thì thêm nhiều chính trị gia Đảng Cộng Hòa khuyên ông chấp nhận thất bại. Tổng thống Mỹ Donald Trump sau thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua tiếp tục tiến hành các thủ tục pháp lý để thách thức tính nhất quán của cuộc bầu cử. Tuy nhiên đáng tiếc, lựa chọn pháp lý của ông đang y dần, nhiều chính trị gia Đảng Cộng hòa bắt đầu tức giận với ông khi ông không chịu thừa nhận thất bại. Theo báo Wall Street Journal, dù rằng áp lực thừa nhận thất bại đang tăng lên, nhóm tổng thống Trump trong cuối tuần qua cố gắng tìm kiếm các kênh pháp lý với hy vọng thay đổi kết quả bầu cử tại một số bang. Họ cam kết tiếp tục theo đuổi kiện cáo tại Pennsylvania sau khi vào cuối tuần qua, kết quả kiểm phiếu tại Georgia cho thấy kết quả chung cuộc ông Biden là người chiến thắng tại bang. Trong ngày thứ Bảy và Chủ nhật, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục với các cáo buộc về gian lận bầu cử trên tài khoản Twitter của mình, dù rằng cho đến nay chưa có bằng chứng nào rõ ràng cho điều này. Bà Michigan nhiều khả năng công bố kết quả kiểm phiếu lại trong ngày thứ Hai. Ngày thứ Hai cũng là thời hạn chót bà Pennsylvania làm điều này. Vào tối chủ nhật, nhóm tư vấn pháp lý của Tổng thống Trump khẳng định không liên quan đến bài Sidney Powell, dù trước đây bà này được nhóm của Tổng thống chọn làm tư vấn pháp lý vào ngày thứ năm tuần trước, bà Powell trong một cuộc họp báo tuyên bố rằng cuộc bầu cử tổng thống mỹ đã bị phá hoại bởi tiền từ cuba và trung quốc, nhưng bà cũng chẳng thể đưa ra được bằng chứng nào. Luật sư của tổng thống trump bao gồm bà Rudy Giuliani, Jenna Ellis nói rằng bà Powell đang tự hành động, chứ bà không còn là thành viên của nhóm tư vấn pháp lý cho tổng thống trump cũng như không phải luật sư riêng của tổng thống trump. nhiều thành viên trong chính quyền tổng thống trump ủng hộ nỗ lực của ông trong việc điều tra lại kết quả bầu cử từ khi ông Biden được tuyên bố là người chiến thắng. Cơ quan quản lý tài sản công của Mỹ, GSA, cũng đưa ra tuyên bố cho phép Tổng thống được bầu Joe Biden và nhóm của ông tiếp cận những tài nguyên quan trọng nhất của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, trong khi không có đại diện nào từ nhóm vận động tranh cử hay pháp lý của ông Trump xuất hiện trong cuộc đối thoại vào ngày Chủ nhật để bàn về chiến lược của họ, một số chính trị gia Đảng Cộng hòa khẳng định hiện tại đến lúc nói về việc chuyển giao quyền lực. Thượng nghị sĩ bang Michigan, ông Fred Upton, nói với CNN, Cử tri đã nói lên tiếng nói của mình, trách lệch phiếu là 154.000, mọi chuyện đã chấm dứt rồi. Thống đốc bang Maryland, ông Larry Hogan, trong khi đó khẳng định những nỗ lực của Tổng thống Trump cho việc đảo ngược kết quả của cuộc bầu cử hoàn toàn không hợp lý. Đã đến lúc họ cần ngừng lại những điều vô nghĩa. Cựu thống đốc bang New Jersey, ông Chris Christie, nói rằng ông là người ủng hộ Tổng thống. Tuy nhiên cuộc bầu cử đã xong xuôi, không nên hành động cứ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Tổng thống Mỹ trong khi đó phản ứng bằng việc chỉ trích một số chính trị gia đảng Cộng hòa trên Twitter. Cùng trong thứ Bảy, Thượng nghị sĩ Paris Tomei thuộc bang Pennsylvania và Thượng nghị sĩ Liz Cheney bang Wyoming đều ra tuyên bố thể hiện sự thiếu kiên nhẫn với những động thái pháp lý của ông Trump và việc ông này không chịu thừa nhận thất bại. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tin tức 24 giờ TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều mời quý vị để lại trong phần bình luận video để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin kế tiếp của Tin tức 24h TV.